bồng tâm chiếu độ được khéo làm mơ dạ sa mơ hay những cảnh giác khổ đau tiếng khóc các việc cải kiến. Và nếu những tôn giả trăm hỏi những cảm giác không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác này vương tử, đó là ví dụ thứ hai. Di việc vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta này vương tử. Rồi thí dụ thứ ba, vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta này vương tử. Ví như có một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đánh cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này vương tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì hút cây khô không nhựa lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này vương tử, những tôn giả Sa môn hay Bà la môn sống xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục khát vọng, dục nhiệt não. Về nội tâm được khéo đoạn trừ, nếu những Sa môn tôn giả Sa môn hay Bà la môn này thình lình cảm thọ những cảnh giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, và các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả Sa môn hay Bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảnh giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này có thể chứng được tri kiến chánh đẳng giác này vương tử, đó là ví dụ thứ ba. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Nam mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng có thấy được cái nick của ngài Trị Siêu còn trong đạo tràng không? Nhật Quỳnh thấy hình như không còn cái nick của ngài. Lúc nãy Nhật Quỳnh đọc kinh thì thấy ngài chạy ra chạy vào. Không biết quý vị có thấy được cái nick của ngài không? Dạ. Dạ còn hả Quỳnh? Dạ, Nhật Quỳnh không thấy. Dạ Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trị Siêu. Dạ sa thú đành thay con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ cho Pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật.
Kính bạch với ngài, kính thưa vị, hôm nay chúng ta học bài kinh mới, đó là bài kinh Appaya, bài kinh Bồ Thí Kumara. Vương tử Bồ Đề vì vương tử này là hoàng tử Úc, con của vua U Đình á, là một người quy y Tam Bảo lạ nhất mà chúng ta ít có gặp từ trước đến giờ. Cuộc đời của Vương tử Bồ Đề, Vương tử Bồ Thí, đã quy y Tam Bảo thứ ba lần. Một lần là lúc mà hoàng hậu của vua U Đình á, tức là thân mẫu của vương tử Bồ Thí, lúc đang mang thai thì bà có đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và tác bạch cho đứa bé ở trong bụng của bà, dù con trai con gái cũng xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi khi Bồ Đề Vương tử chào đời và được năm ba tuổi, lúc đó bà nhũ mẫu ẩm đứa bé đi đến chùa đến lễ Phật và tác bạch rằng vương tử Bồ Thí này xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó là lần thứ hai. Và khi lớn lên chính Bồ Thí Vương tử sau khi nghe xong bài kinh này đã phát nguyện quy Tam Bảo một lần nữa, như vậy là ba lần. Thực ra đó thì chúng ta nghĩ rằng vương tử vương tử Bồ Đề nói rằng một người đã quy Tam Bảo ba lần mà còn có cái tri kiến, còn có cái quan điểm về lạc thọ, nó phát sinh từ khổ chứ không phải là nó phát sinh từ lạc,
đắc chứng được cái từ khổ, chứ không phải là từ lạc. Chứ để nói rằng là Bồ Thí Vương Tử đã quy tâm bảo mà còn có cái quan điểm như vậy, tại sao? Vì rằng khi ở trong bụng mẹ, người mẹ vì có lòng tin nên tâm bảo, nên trong lúc hoài thai đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin cho thai nhi được quy tâm bảo. Thì Vương Tử lúc đó đâu biết gì đâu, ở trong bụng mẹ. Và khi sanh ra, khi còn nhỏ, nhũ mẫu bồng ẩm, Bồ Đề Vương Tử đến chùa và xin đứa bé quy y tam bảo. Lúc đó Bồ Đề Vương Tử còn quá nhỏ, quá khờ dại, đâu có biết gì đâu, cho nên mang tiếng hai lần quy y, nhưng mà thực sự đâu phải là một người có cái sự ý thức bản thân hồi y đâu. Và trong trường hợp này á, ở cái bài kinh Bồ Thí Ma Ra, thì mãi sau khi được nghe Đức Thế Tôn ngài giảng pháp Bồ Thí Kumara, nghe xong 18 tháng Đức Phật giáo pháp rồi xin quy y. Lần này thì hoàng tử mới thật sự tự mình đã hiểu được pháp mới quy y. Thì như vậy cái giai đoạn mà vị hoàng tử này bạch với Đức Thế Tôn, không nghĩ như sao lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc phải do khổ. Cái suy nghĩ anh thật như vậy đó là cái lúc chưa phải là một người Phật tử đã quy tâm bảo một cách chín chắn suy tư, cho nên ở đây cũng không có gì đáng trách. Cũng thiếu gì như người Phật tử chúng ta, có những người tự họ đã phát nguyện quy tâm bảo rồi, nhưng mà vì không học pháp, không hiểu pháp, họ còn tin cái điều này, tin điều kia, nó trái với pháp và luật của Đức Phật. Cái chuyện đó còn đáng trách hơn là cái chuyện hoàng tử Bồ Thí. Và thưa quý vị, ở đây cũng có một cái tình tiết khác
Ở trong cái đoạn kinh này không có nhắc tới, bài kinh này không có nhắc tới, nhưng ở trong chú giải có nói. Khi Bồ Thí Vương Tử xây cất một lâu đài Cô Canada, ở trong cái ngày khánh thành Vương Tử Bồ Thí đã phái người đi đến thỉnh Đức Phật về để cúng dường cùng với chúng tỳ kheo. Và Vương Tử Bồ Thí đã trải những cái tấm thảm trắng, tấm vải trắng từ ở cái tầng trệt mà lên đến lầu thượng để Đức Thế Tôn ngự đi. Thì vị bà tử này với ước nguyện, nếu Đức Thế Tôn ngự đi thì nguyện rằng xin cho ta hãy có một đứa con trai. Khi Đức Phật Ngài đi đến ở dưới chân cầu thang, Ngài hiểu biết được cái suy nghĩ, cái ước nguyện của, cái nguyện vọng của Hoàng Tử Bồ Thí. Ngài xét thấy cái tâm nguyện đó nó không có được thành tựu, cho nên Ngài không có ngự đi lên trên, bước lên trên những tấm vải được trải. Hoàng Tử Bồ Thí thỉnh cầu Đức Phật ba lần mà Đức Phật còn vẫn im lặng, Ngài đứng yên đó. Đức Phật còn đưa mắt nhìn Tôn giả Năng Đa như gợi. Tôn giả Năng Đa hiểu. Tôn giả Năng Đa là một vị thị giả rất là bén nhạy về xử sự công việc, rất hiểu ý Đức Thế Tôn. Tôn giả Năng Đa mới nói với Vương Tử rằng Đức Thế Tôn không có ngự lên cái tấm vải trắng được trải là vì Ngài có tâm từ, Ngài có tâm bi mẫn với những người thấp kém. Tôn giả Năng Đa nói như vậy vì Tôn giả Năng Đa không có biết được cái câu chuyện và câu chuyện tiền nghiệp của Bồ Thí Vương Tử, cho nên Ngài nghĩ rằng là Đức Thế Tôn không ngự lên trên, đi trên những cái tấm thảm trải như vậy vì Ngài có cái tâm bi mẫn với Anukampang Upadaya. Ngài nghĩ đến cái người, những người thấp kém có cái tâm bi mẫn. Vì sao vậy? Vì khi mà Ngài bước chân đi như thế
như là một cái vị vua hay là một người quý tộc, một người sang trọng mới đi trên những cái tấm thảm trắng được trải khắp đường. Thì sau này khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến đâu thì những người nghèo khổ, những người thấp kém, họ không dám đi đến tiếp kiến Đức Phật, bởi vì thân phận của họ không có gì để tiếp trước Đức Phật. Tôn giả Nhân Đa đã suy nghĩ như vậy, cho nên Tôn giả Nhân Đa mới nói với Vương Tử Phù Thí: hãy dẹp thảm đó đi. Đức Thế Tôn Ngài không muốn đi lên trên những cái tấm thảm đó vì Ngài nghĩ đến những người thấp kém. Vì sao? Đó là Tôn giả Nhân Đa nói với Vương Tử Phù Thí. Nhưng kỳ thật thì Vương Tử Phù Thí có cái ước nguyện: nếu ta có một đứa con sẽ sanh, nếu ta sẽ sanh đứa con thì Đức Thế Tôn ngự đi. Và Đức Thế Tôn đã biết rõ cái tiền nghiệp của Vương Tử Bồ Thí, do cái ác nghiệp ở quá khứ kéo dài trong suốt nhiều đời nhiều kiếp không có con cái, cho nên Ngài biết cái ước nguyện không thành, Ngài không có bước đi lên trên đó. Thì ở trong chú giải giải thích rằng là trong thời quá khứ, tiền thân của Vương Tử Bồ Thí cùng với vợ khi mà đi lạc lên trên một cái hải đảo, trong lúc đi tìm vật thực để ăn, họ bắt chim để họ ăn. Mới đầu thì họ đi săn bắt những cái con chim trống và chim mái. Sau khi ăn hết rồi thì họ bắt đầu ăn tới chim non, rồi tới trứng chim luôn. Vì ăn cạn tàu rối máng như vậy đó, cho nên quả nghiệp đó mà đời này không có con khác. Thì đó là cái duyên sự của nhân vật khởi đầu trong cái bài kinh này. Và thưa quý vị, khi Bồ Thí Vương Tử cho cuộn lại cái tấm vải trắng mới thỉnh mời Đức Thế Tôn ngự lên tầng trên lầu Cô Canh Đá Đát và có sắp soạn những cái chỗ ngồi sẵn dành chúng tỳ kheo. Và chỗ ngồi của Đức Phật, Vương Tử đã tự tay mình cúng dường các cái món ăn thượng vị đến Đức Thế Tôn mà chúng tỳ kheo, xong rồi lấy cái ghế thấp ngồi xuống một bên Đức Phật. Và Vương Tử Bồ Thí bạch với Đức Thế Tôn: con nghĩ như sao, lạc được chứng đắc không phải do lạc, mà lạc được chứng đắc do khổ. Đó là cái suy nghĩ của
Vương tử vô thí. Thì ở trong dịp này, khi nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn Ngài đã thuật lại cái thời gian mà Ngài chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, còn là vị Bồ Tát, là vị Thái tử, Thái tử Sĩ Đạt Ta, từng võ hoàn thành, từ võ cung vàng địa ngục để đi xuất gia. Thì trong cái buổi đầu Ngài cũng có ý nghĩ như vậy. Bởi vì lúc đó Bồ Tát sống ở trong nhung lụa hạnh phúc đế vương, nhưng mà Bồ Tát Ngài muốn đi tầm cầu cái trí thượng an ổn, thoát khỏi các cái khổ ách già bệnh chết. Ngài mới suy nghĩ như vậy, Ngài mới bỏ hoàng cung để đi xuất gia và thoạt đầu thì Ngài đã đi tìm đến tham vấn với đạo sĩ Alara. Và mặc dù đạo sĩ Alarat Kalama là vị đã chứng đạt được vô sở xứ và lấy đó như là mục tiêu cứu cánh của mình, nên khi được đạo sĩ Cồ Đàm đi đến tham vấn về cái nội dung của giáo pháp, thì đạo sĩ Alara Kalama mới nói đến cái thiền vô sở xứ mà là chứng đạt. Và đạo sĩ Gotama đã thực hành theo lời dạy đó, theo chủ trương đó, thì chẳng chốc nhanh chóng chứng đạt được những gì một vị thầy mình đã chứng đạt. Nhưng rồi không có thỏa mãn với cái thiền định này, vì Bồ Tát Ngài thấy
Cái này chưa phải là cứu cánh giải thoát. Rồi bỏ đi. Rồi người đi tìm, người nói rằng Nề Pô Thí Vương tử, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng, tố thắng an tịnh đạo lộ, ta đi đến chỗ của Đức Ca Ra Môn Quân Tát. Vị đạo sĩ thứ hai và tham vấn về cái mục đích cứu cánh mà vị ấy tu tập chứng đạt, thì đạo sĩ Uddaka đã tuyên bố về phi tử, phi tử xứ. Lúc đó ngài cũng nhanh chóng thực hành tu tập và chứng đạt tới phi tử xứ như cái vị thầy của mình. Và Bồ Tát ngài đã nhận thức được cái này cũng chưa phải là con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Ngài là người đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. Và ngài suy nghĩ là Bồ Tát chỉ suy nghĩ là giải thoát, chỉ chứng đạt được là do khổ, chứ không phải là lạc giải thoát. Chứng đạt được là do lạc lợi dưỡng, cho nên ngài mới bỏ đi. Ngài bỏ đi, ngài đến tại Uruvela, tức là Bodhigaya, Uruvela. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khung rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, sông Niranjara. Có làng mạc qua bọc để dễ dàng đi có thực. Ngài mới nghĩ rằng đây là một địa điểm khả ái, một khung rừng thoải mái, có con sông chảy gần, vân vân. Thật là một chỗ vừa đủ để tinh tấn. Rồi ngài bắt đầu công phu hành đạo. Ngài công phu hành đạo Đức Bồ Tát lúc ban đầu thì ngài đã tuyên bố về cái ngài thực hành về cái phương pháp khổ hạnh. Ở đây Đức Thế Tôn ngài mô tả về cái đời sống khổ hạnh. Thì khi mà ngài thuật lại như thế này, ngài thuật lại về cái con đường mà ngài đã đi qua
trong lúc còn đạo pháp, anh đã từng có cái suy nghĩ giống như là Bồ Thí Vương Tử đã suy nghĩ vậy. Nhưng mà cuối cùng thì cái phương pháp khổ hạnh đó nó không có giúp ngài thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên tiếp tục Đức Thế Tôn ngài đã nói với Vương Tử Vô Thí, về cái thí dụ, ba cái thí dụ khởi lên cho ngài, đó là thí dụ về cái khúc gỗ, ngài nói rằng có ba thí dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Thứ nhất, ví như một khúc gỗ đẫm ướt còn chất mũ và đem ngâm ở trong nước, đặt trong nước. Thì với cái khúc gỗ còn tươi mà lại đem ngâm trong nước đó, thì cái khúc gỗ không thể nào mà đốt cháy được. Cái thí dụ thứ hai là một cái khúc gỗ mặc dầu đã được vớt lên khỏi nước rồi, được để trên chỗ khô ráo, nhưng mà cái khúc gỗ đó nó vẫn còn ướt, vẫn còn tươi, vẫn còn cái chất mũ, thì cái khúc gỗ này cũng không thể nào đốt cho ra lửa được. Chỉ có cái thí dụ thứ ba ngài mới nghĩ rằng chỉ có cái khúc gỗ được vớt khỏi mặt nước, được phơi khô và mất cái chất mũ, khô chất mũ rồi, thì cái khúc gỗ đã khô đó mới đốt cháy được. Cũng như thế, thứ nhất là những vị Sa môn Bà La Môn sống không có xả ly về các dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì đối với những vị đó giống như là một cái khúc gỗ còn ướt còn ngâm trong nước vậy đó,
thì không thể nào mà chứng được cái tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Còn cái thí dụ thứ hai đó, là đối với những vị sa môn sống giàu không có lợi dưỡng, nhưng mà nội tâm chưa được đoạn trừ khát ái dục vọng, chưa được khéo làm cho nó khô bớt, nhẹ bớt, những vị sa môn đó cũng không thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Chỉ có những vị sa môn và la môn xả ly các dục và đã khéo chế tự được các dục vọng, dục vật não, thì những vị sa môn đó mới có thể chứng được với tri kiến vô thượng chánh đại giác. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái đoạn kế tiếp là Đức Thế Tôn giảng cho Vô Thí Vương Tử nghe về kinh nghiệm bản thân của Ngài trong lúc đi tầm cầu đạo vô thượng giải thoát. Và Ngài đã suy nghĩ đến ba cái thí dụ ở trên: sống lợi dưỡng cũng không giải thoát được, bởi vì sống lợi dưỡng cảm thọ lạc cái kiểu đó thì chỉ là dục nhiệt não nó tăng thịnh, cho nên vị đó không thể chứng đạt được cái quả vị giải thoát. Còn đối với những vị mà họ sống khổ hạnh quá, cái cảm thọ khốc liệt đó nó làm cho chướng ngại cái trí tuệ giải thoát. Bỏ hai cái chướng ngại đó về cảm thọ lạc, cảm thọ khổ đó, thì Ngài mới tìm được cái con đường trung đạo. Ngài tìm được con đường trung đạo sau khi Ngài đã khổ hạnh cuối cùng, Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh, Ngài bắt đầu
dùng những cái vật thực trở lại để lấy sức, bởi vì ngài mới đã suy nghĩ thật không dễ gì chứng đạt được lạc thoải với cái thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, tức là những vật thực thô, những vật thực bình thường mà chúng ta ăn như là cơm vân vân, gọi là vật thực thô. Nhưng mà lúc đó có năm vị tiền trường như đã đi theo cùng tu với đạo sĩ Gotama, Đức Bồ Tát chúng ta. Và khi mà họ thấy đạo sĩ Gotama từ bỏ khổ hạnh trở lại thọ thực, thì họ cho rằng là ngài đã thối thất tinh tấn. Cho nên họ bỏ đi. Và khi mà họ bỏ đi thì ngài còn ở lại một mình. Lúc đó ngài mới tu tập thiền định, chứng đắc, trước hết là chứng đắc thiền thứ nhất sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại. Ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không có chi phối tâm ta. Rồi ngài diệt tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, lạc thọ khởi lên nơi ngài được tồn tại nhưng mà không có chi phối tâm của ngài. Đức Phật ngài đã kể lại, đã kể lại chúng trong cái bài kinh này, nó cũng tương đương với cái bài kinh Mahasachaka. Những đoạn đó Đức Phật ngài đối đến cái giai đoạn mà ngài chứng đắc được thiền định, rồi ngài đắc được túc mạng minh, đắc được sanh tử minh, và cuối cùng là ngài đắc được lậu tận minh, chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác. Hôm nay trong cái bài học này, Thượng Tọa Giác Đẳng chia làm hai phần. Cái phần đầu là chỉ nói đến cái duyên khởi về vương tử Bồ Thí. Đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo đến ăn tân gia tòa lậu đài của mình, rồi sau đó vương tử đã trình bày với Đức Phật ý nghĩ của mình về vấn đề lạc được chứng, được chứng đắc do khổ chứ không phải do lạc. Và Đức Thế Tôn ngài đã tự thuật lại
bản thân Ngài đã trải qua trong thời gian đi tầm cầu chân lý. Về cái vấn đề từ bỏ khổ hạnh, từ bỏ lợi dưỡng, từ bỏ khổ hạnh và đi con đường trung đạo, và Ngài nói cho biết về trong cái tư tưởng của Ngài đã suy nghĩ về ba thí dụ về khúc gỗ. Đến đây thì chúng tôi tạm dừng lại. Ngày mai này chúng ta sẽ học tiếp tục cái đoạn 7, đoạn kinh nói về những cái chi phần của vị tỳ kheo tinh tấn. Để có thể chứng đạt được giải thoát, ngày mai đến cái ngày của Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng bài kinh ngày mai đó, cái đoạn kinh ngày mai Đại Đức Pháp Tính cũng quan hỷ xem lại để cho rõ chút xíu. Bây giờ xin được lời và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp cho phần thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy. Sa thủ kính Thượng Tọa Thích Siêu. Mời Thượng Tọa Thích Siêu xin hỏi Thượng Tọa một câu, rồi sau đó để thỉnh Thượng Tọa đề nghị những câu thảo luận còn lại thì sẽ thỉnh Chư Tăng quý ngài có thể giúp giục. Vậy thì là được siêu bằng cái kinh nghiệm của một vị sống ở trong chùa và đi hoằng pháp nhiều năm, Thượng Tọa có nghĩ rằng cái khuynh hướng của chúng sanh đa số là họ thích cái gì nó thái quá hay cực đoan, có phải như vậy không? Hình như là trong nhiều trường hợp có cái tiếng nói gọi là vừa phải, tiếng nói trung dung á, rất ít được lắng nghe, rất ít được được xu hướng theo, mà đa phần xu hướng của quần chúng là cái gì cực đoan, thì tôi có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Anh Nam Mô Bổn Sư Thầy. Trước hết thì chúng tôi cũng xin trả lời cái câu đề là đúng vậy, chúng sanh đa phần là có khuynh hướng thiên về cực đoan hơn là chừng mực vừa phải. Cực đoan ở đây tức là thái quá bất cập. Hễ xin thì xin quá đáng, mà hễ bảo ngừng lại thì họ bắt đầu lười biếng, chứ không bao giờ họ đi trung đạo được. Không bao giờ họ đi trung đạo được, không bao giờ họ đi vừa phải được, họ biết sống chừng mực. Trong đời sống này có rất nhiều trường hợp xảy ra vậy. Lấy một cái ví dụ,
con người họ sống lạnh nhạt, im tĩnh tích, còn có người thì cởi mở như mà họ quá trớn, cởi mở đến mức độ ồn ào, họ không bao giờ biết giữ cái mức trung dung. Chúng ta mới hỏi thứ hai đó, cái câu này chúng tôi thêm cái phần thứ hai để giải thích là tại sao chúng sanh sống có cái khuynh hướng thiên về cực đoan hơn là biết chừng mực vừa phải. Ở đây thưa quý vị, chúng sanh có cái khuynh hướng thiên về cực đoan đó là do cái phiền não tham ái và tà kiến chi phối, cho nên nó rơi vào cực đoan này cực đoan khác. Một là lợi dưỡng, nếu mà từ bỏ lợi dưỡng thì họ khổ hạnh, họ nghĩ rằng chỉ có khổ hạnh thì mới khổ hạnh ép sát thì mới được giải thoát. Cho nên do phiền não chi phối. Còn chúng sanh mà không biết được chừng mực vừa phải, tức là không biết được trung đạo, là bởi vì hiểu được, biết được sự chừng mực vừa phải, tức là phải có trí tuệ. Và chúng sanh thì đa phần là không có trí tuệ, không biết suy tư. Bởi sống cái cực đoan lợi dưỡng hay khổ hạnh đó thì đó, nó dễ khuynh hướng. Một coi là ngã cây mà chúng ta đốn đó, một coi là ngã về phía bên đây, hai là ngã về phía bên kia, chứ nó khó đứng được, nó khó đứng vững được. Thì do đó chúng sanh thường có cái khuynh hướng thiên về cực đoan là tại vì bị cái đó là do phiền não nó chi phối, tham và tà kiến chi phối nhiều. Họ thiên về cực đoan hơn là sống chừng mực, biết vừa phải, biết trung đạo, là bởi vì lối sống trung đạo, cái đó nó đòi hỏi phải có trí tuệ cao. Thì đó là cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Đặng Quỳnh nêu. Thì chúng tôi sẵn đó, chúng tôi nêu lên luôn cái vế thứ hai. Như vậy để chúng ta rõ ràng thêm. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Ta cũng cái rừng thực tập chung. Thưa quý vị, nhân cái câu thí dụ thực tập chung, chúng tôi nhớ có một lần xem một cái bài viết về những người hát xịt. Họ có thể
để cái chân ghế trên cái bụi lỗ mũi của họ hay trên trán của họ, một chân thôi, nhưng mà giữ cái ghế không có rớt xuống. Và họ không lấy tay gì mà chỉ để. Thì ở trong đó họ nói rằng phần đông đó, cái vật gì mà chúng ta không có để bốn chân ba chân, nó hay ngã về bên này bên kia, nhưng mà để có thể cho nó đứng một chỗ thì cần một sự quân bình rất là kỳ diệu. Sự quân bình kỳ diệu làm cho chúng ta thích thú. Thì phải dạng là từ xưa nói là cái cây mình đốn nó khó giờ đứng yên lập mà nó phải ngã bên đầu đó. Chúng ta nên cẩn thận một điều rằng hầu hết khuynh hướng của chúng ta là cực đoan, với chúng ta thiên về cái gì đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Xin chân thưa tội từ siêu tỉnh thưa tội đi nghỉ. Thưa tội chưa quyền, thưa tội có mặt ở trước máy không? Nếu đang có mặt ở trước máy và nghe rõ, xin thỉnh thưa tội hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, không biết thưa tội có mặt ở trước máy và nghe được không? Thưa tội pháp tân hay thưa tội có nghe được không? Nếu thưa tội pháp tân nghe được, xin thỉnh thưa tội hoan hỷ giúp trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thưa tội pháp tân, thưa tội có nghe được không? Dạ. Thưa tội pháp tân, trong câu chuyện này chúng ta có đọc sớ giải á, thì Vương Tử Bố Lý mất rất muốn có con, và đặc biệt là con trai. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều không có con, tại vì ở trong một kiếp quá khứ xa xưa đó, họ đã từng có một thời tạo, cả hai cùng nhau tạo nghiệp sát, bởi vì lạc vào trong hoang đảo. Và chẳng những mà sát sanh rất là nhiều, mà ăn trứng chim rất là nhiều. Do vậy đời này sinh ra cả hai đều mong muốn con mà không có con được. Chỉ như vậy là câu hỏi bình thường là như vậy mình có con hay những gia đình mà đông con là có phước hay là không có phước? Xin cái tỉnh là Phật Tân. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giả, Nam Mô Thầm Mai Giả, Nam Mô Sơn Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thế thường đó thì theo con nghĩ đó thì cái quan điểm của người ngoài đời đó, thì người ta quan niệm là nhiều khi có con mà có cái phước, bởi vì người ta nói cái câu là giống như là mình trữ lúa gạo hay là để phòng khi đói, nhưng mà nuôi con thì nhờ về già. Thì cái suy nghĩ đó thì con nghĩ rằng trong đời thì xã hội thì người ta luôn luôn nghĩ quan niệm là cái những người mà gọi là nấu lửa tông đường, có tức là mình lớn lên lập gia đình rồi có con, rồi khi mà mình về già con nó nuôi, rồi mình chết thì con nó thờ, ta quan niệm như vậy. Thì ở đây đó thì con nghĩ thì nhìn ở trong cái đời sống đời thường trong xã hội này, thì nhiều khi đó là có những người họ không có con, thì họ có những cái vất vả nhất định, nhưng mà cũng không phải là họ hoàn toàn là khổ. Rồi có những người đó thì họ có rất là nhiều con, nhưng mà đó là họ cũng không nhờ được đứa nào. Mình thấy ở trong xã hội là như vậy. Cho nên nó nhiều khi rồi nhiều đứa con, ví dụ như là có những đứa con nó đông như vậy, rồi nhiều khi rồi nó cũng nặng qua hẹ lại, rồi nó cũng chẳng đứa nào nuôi cha nuôi mẹ, hay chẳng có lúc quan tâm. Thì ở đây đó nó có những cái điều mà mình thấy ở đây. Thì nói một điều đó thì nhiều khi là mình có con, nói theo xã hội thì khi có con thì mình mong muốn là nó ít ra thì khi mà mình lớn tuổi già rồi thì con nó chăm sóc lại với mình lúc bệnh đau hoặc là hủ hỷ, rồi lúc mà an ủi tuổi già, rồi hoặc là chăm sóc nuôi dưỡng. Thì cái đó con nghĩ rằng cái đó là cũng là cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này.
bởi vì mình có con được nhờ con. Nhưng mà nhiều khi có những đứa con thì nó lại rất là ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch và nó chỉ phá thôi, nó chỉ phá thôi. Nó làm khổ cho cha mẹ, thể xác tinh thần, tiền bạc của cái vật chất, nhiều thứ. Thì ở đây theo con nghĩ đó, thì qua cái câu chuyện đó, thì như con được biết đó, thì hoàng tử Bưu Thí cũng như là người vợ của mình trong kiếp quá khứ do lạc vào đảo Quan, rồi thế là ăn chim, ăn trứng chim các thứ, rồi bị cái nhân quả đó mà khi mà thỉnh Đức Phật đến để mà đi vào trong cung điện trải cái tấm thảm để mà đón Đức Phật, nhưng mà Đức Phật biết trước điều đó, Đức Phật không có bước lên trên cái tấm thảm mà biết rằng hoàng tử Bưu Thí cũng như là người vợ của mình là không có con ấy. Cho nên là đây là cái về vấn đề nhân quả. Thì con nghĩ rằng là nếu mà mình nói trong đời xã hội đó, ở xã hội đó thì mức độ tương đối thì có con thì nuôi, nó lại mong con cái về già nó nuôi lại. Nếu mà một đứa con mà nó có hiếu thì con nghĩ rằng cũng là có phước rồi, mà đông con nó có hiếu càng có phước hơn. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình thì lại càng nhiều hơn. Vậy cái gì nếu mà nói về nhân quả, nói về giáo dục, thì con nghĩ rằng về nhân quả, tức là mình có hiếu với cha mẹ thì con nó có hiếu lại với mình như người xưa đã nói. Hay hoặc là còn nếu mà mình nói về nhân quả thì mình do là mình có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ con nó có hiếu lại với mình. Rồi hoặc là một bài học giáo dục thì do mình có hiếu với cha mẹ con nó có hiếu lại với mình. Thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi một cái phước của mỗi người. Còn nếu như mà mình nói rằng một người mà không có con thì thật sự đó là nó không có sự dướng bận, không có sự dướng bận. Giống như là con nghĩ rằng đời sống xuất gia thì mình không có gia đình thì mình không có bị dướng bận về gia đình, không có muốn dướng bận về gia đình, tức là không có dướng bận con cái, cháu chắc, anh em gì hết. Mình chỉ chuyên tâm lo tu hành, rồi chuyên tâm lo Phật pháp vậy thôi, chứ mình không có dướng bận. Thì hả, khi mà mình nói rằng khi mà không có con có phước ấy, thì ở đây đó là con nghĩ rằng nhiều khi mình thông dong tự tại, mình chỉ chuyên tâm, giống như trong luật Phật pháp Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo phải thích cái đời sống độc cư, rồi mình xung quanh mình thì mình đừng nên nuôi cái những cái con vật gì. Bởi vì mình nuôi con vật thì mình phải bận rộn về nó, chăm sóc rồi nuôi dưỡng cho nó ăn rồi này kia, rồi nó có chuyện gì đó thì mình cũng phải nghĩ ngợi tới nó. Và do vậy đó là để cho vậy thì kheo để dành cái thời gian là chuyên tâm lo cái việc tu hành. Thì cũng như vậy, đối với một người có con ở ngoài xã hội thì người ta nghĩ đó là có phước. Nếu mà một đứa con đó nó có nếu mà đứa con nó có hiếu, có thảo, nó đáp ơn đền nghĩa lại với cha mẹ thì con nghĩ rằng có phước. Đó là nói theo xã hội. Còn nếu mà nói ở đối với một cái người tu á, thì con nghĩ rằng khi mà mình có nghĩa vụ với nó, thì mình có trách nhiệm với nó thì nó có nghĩa vụ lại với mình. Và đối với một cái người tu thì con nghĩ rằng khi đó là mình thấy mình không có bị ràng buộc gì đó, thì chính cái điều đó là cái điều mà để cho mình nhẹ nhàng, để mà mình chuyên tâm lo cái việc tu hành á. Ví dụ như bây giờ là nói là mình muốn xuất gia, thì trước tiên là mình, nếu mà mình xuất gia bán thế, mình có gia đình, có con, thì mình phải dàn xếp những cái việc đó, vợ con, chồng con, rồi tất cả các thứ, để rồi ổn thỏa thì mình mới có thể yên tâm. Rồi nhiều cái mình tu mà mình còn những cái chuyện đó nó chưa ổn thỏa thì nó lại là dính bận những cái chuyện khác. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là nếu mà mình nói về nhân quả thì quả thực là hoàng tử Bưu Thí là cái người mà bị cái quả nó không được tốt, do kiếp quá khứ đã lạc vào đảo Quan, rồi hai vợ chồng do là sát nhiều đó cho nên là đời
này sinh ra mặc dù có một cái số phước nhất định cho nên được làm hoàng tử nhưng mà lại là không có con. Thì mình thấy như vậy, nhưng mà rõ ràng nếu mà nó đặt trên một cái vai trò của một cái người tu á, thì con nghĩ rằng mình ít ràng buộc chừng nào thì cái đó cũng là cái phước. Ít ràng buộc chừng nào thì mình lại là mình dễ dàng cho một cái việc mà chuyên tâm cho cái việc tu hành hơn. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia ra làm hai cái ý tưởng. Qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con nghĩ rằng tùy theo thuộc vào mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Riêng đối với những người tu hành á, thì rõ ràng là con nghĩ rằng mình càng đừng bị dính mắc chừng nào với cuộc đời này. Nói cho đúng nghĩa thì mình đừng dính mắc cuộc đời nè, trong cuộc đời này thì con nghĩ rằng cái đó là cái. Còn đối với ở đời xã hội thì con nghĩ rằng nếu mà có con thì có con nó có hiếu lại thì rõ ràng là cũng là cái phước của người ta. Chứ nhiều khi có nhiều nhà đó là họ có rất nhiều con nhưng mà họ nó rất là ngỗ nghịch và không nhờ được cái gì hết, không nhờ, nó bất hiếu, nó vô dụng, nó nhiều thứ, rồi nó còn khổ làm cha làm mẹ nè. Nhưng mà có người có nhà thì họ chỉ có một đứa con thôi nhưng mà họ vẫn nhờ được, vẫn có hiếu với cha mẹ. Và có những nhà đó thì họ cũng không có con, vợ chồng họ vẫn nương náu với nhau, sống với nhau tuổi già. Ở gần chùa con thì con cũng có thấy có cái nhà như vậy, và họ sống tới 60 tuổi, từ lúc mà còn trẻ cho đến bây giờ là 60 tuổi rồi, cũng nhưng mà họ vẫn tìm được cái niềm vui của họ. Thì đây là cái suy nghĩ của con, xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Thượng Tọa tự nguyện ạ. Thì dịp trường truyền quyền không có mặt ở trung rung khởi lấy truyền tổ truyền quyền vào cho mọi người có lẽ được truyền đại đức Pháp Tính đây. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được thì xin đại đức Pháp Tính thường thường người ta tu á, ta nghĩ mình tu sao chỉ được an lạc là tu, mình làm gì cũng muốn chỉ được an lạc hết, nhất là chỗ ở hay ăn uống hay cuộc sống. Nhưng có những người tu thì lại muốn tìm đến cái gì khổ, càng tham khổ khắc khổ. Như vậy thì mình có nên lấy khổ lạc là một thước đo thì cũng đọc không, và nếu không á thì mình dùng cái gì để làm chuẩn mực cho sự tu học? Cái thỉnh để được không tính. Mô Bức Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng cùng Chư Tôn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu hỏi Thượng Tọa lên thì theo như chúng con cũng biết có người người ta thích tu nó phải khổ hạnh, hoặc là tu thì phải có cái gì đó nó khổ khổ thành ra mới gọi là tu. Chứ nếu mà tu mà an lạc quá thì nó không có giống như cái người mà thực hành những cái pháp tu. Vậy thì ở đây theo ở trong Phật giáo thì quý vị thấy rằng là đối với cái đấng tu tập là do cái thứ nhất do các phước báo của con người, thứ hai của con người. Ví dụ như quý vị thấy rằng phước báo ở đây là như thế nào, có nghĩa nếu mà chúng ta mà có phước thì cái việc tu của chúng ta nó dễ dàng. Ví dụ như đối với tứ vật dụng là chúng ta có được một cách dễ dàng, là nó không có mình, có nghĩa là tự nhiên mình đi tu tập thì đến nó phát sanh đến cái tài sản để mà
ủng hộ cái đời sống của mình tu tập đó. Hoặc là có nhiều người, quý vị biết rằng đời sống người ta vô tu tập là nó cứ thiếu trước hụt sau, mà nó hết bị rồi nó hụt cái kia đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói lên cái điều này là phước báo là nó chi phối là cái chúng sanh, là có những chúng sanh thì được cái hoàn cảnh là rất là thuận tiện, nhưng mà có những chúng sanh thì cái hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Rồi cái vấn đề thứ hai nói về trí tuệ, có nghĩa là mình phải quán xét, mình biết rằng đời sống của mình, thí dụ như là cái sự tu tập mình là nó có được đầy đủ là do đời trước mình đã từng tạo phước. Cũng như những cái điều này thật sự không phải là chúng tôi nói theo cái ý của chúng tôi, mà quý vị thấy rằng là có cái vị đó khi mà đi đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khác nhau cái chỗ nào giữa hai vị tỳ kheo, một vị thì có bố thí, một vị thì không có bố thí, thì lúc đó Đức Phật mới giải thích cho cái vị đó nghe là đối với cái vị mà có cái sự mà bố thí đó, thì nếu mà có sanh lên làm chư thiên thì cũng có tài sản hoặc là hào quang nó chói sáng, to rộng lớn, rồi cái cung điện nó cũng rộng lớn. Thì còn đối với cái vị mà không có bố thí thì cũng có tu tập, quý vị, có tu tập cũng làm đời sống của một vị tỳ kheo, nhưng mà nếu sanh lên chư thiên thì nó không có sáng chói bằng cái vị mà có bố thí. Hoặc là nếu những người đó mà sanh lại làm người thì một người thì có đầy đủ tài sản, một người thì thiếu thốn về tài sản. Còn nếu mà hai vị đó mà đi xuất gia thì cái vị mà có bố thí thì luôn luôn được mờ thỉnh đi dự những cái kê tăng, những cái, nói chung là những cái lễ hội. Còn cái vị mà không có bố thí là coi như là ít khi nào được mờ đi. Chỉ có cái chứng đạt đắc là đồng đều nhau cả thải, có nghĩa là cái vị đó đủ khả năng sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, thì vị kia đủ khả năng cũng đoạn trừ được những cái phiền não đó. Thì chúng tôi muốn căn cứ vào cái câu chuyện đó mà chúng tôi muốn nói rằng là tu tập nó cũng ảnh hưởng về phước báo rất là nhiều. Còn đối với trí tuệ của chúng ta nó phải cao ở trong cái đời sống hiện tại, có nghĩa là mình cảm thấy mình an lạc thì mình cứ tu tập. Bây giờ quý vị thấy rằng giả sử như mà mình được ngồi một cái trú xứ để mà mình hành thiền, thì nếu mà cái trú xứ đó nó thoáng mát rồi vật thực nó thích hợp thì chúng ta cứ thọ nhận một cách đúng pháp, rồi sau đó chúng ta ngồi chúng ta tu tập thôi. Chứ nếu mà chúng ta đòi cái sự khổ cực thì nó cũng không được, cũng cái chuyện đó mình có mong muốn thì nó cũng không được, tại do phước báo nó trổ vậy. Còn nếu mà đời sống mình mà không có phước mình ở cái chúng xứ đó nó phiền phức hoài, nó phiền phức hoài, nó hết tiếng ồn này đến tiếng ồn kia, hoặc là nó thiếu thốn này nọ vân vân, rồi lúc đó chúng ta muốn được sướng cũng không được nữa. Cũng như ở trong gần đây chúng tôi nghe nói có một số người người ta đi cách ly cái bệnh dịch corona này. Đó có nhiều người đi cách ly mà họ đòi phải có ở trong đó chỗ cách ly phải có tủ lạnh, chiều phải được ăn da ua, rồi phải có mạng internet nữa. Thật ra thì chúng tôi nói thật ra có những cái chỗ cách ly nó cũng có đầy đủ đồ quý vị, nhưng mà do cái phước của cái con người, có những người đó người ta có phước thì người ta được cách ly ngay chỗ đó. Còn mình ở tỉnh thành thì cái chỗ cách ly nó, cái tỉnh đó nó không có đủ điều kiện, mà bây giờ mình đòi thì nó đâu có được, nó đâu có ai mà đáp ứng cho mình được đó. Thành ra đó, lúc đó chúng ta phải có cái sự quán xét do cái phước nghiệp thành ra nó phân chia có cái sự khác nhau. Thì ở trong cái đời sống tu tập thì cũng vậy, nếu mà chúng ta được cái sự an lạc thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập để chi, để mình được cái lạc lớn hơn,
Còn nếu mà lỡ mà đời sống của chúng ta mà nó khổ thì chúng ta cũng quán xin cho biết do đời trước mình thiếu quyết một cái phước gì đó. Thành ra bây giờ mình sống trong cái hoàn cảnh nó rất là khổ, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình tu tập. Mà cái trí của mình, mình hướng đến cái sự tu tập để mà nó đạt đến cái sự thanh tịnh về phiền não, chứ không phải là đời sống mình tu tập mà để mà hướng đến cái khổ. Cái khổ mới dễ tu, mình không có hướng đến cái đó. Mình chỉ hướng đến làm sao dễ dàng an trú tâm trong đề mục, làm sao dễ dàng để mà an trú tâm trong những cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, thì mình làm sao mà cái tâm mình an trú trong đó được. Thì cái điều đó mới là cái tông chỉ, cái kim chỉ nam để mà chúng ta tu tập. Còn đối với cái chuyện mà nó khổ thì cái chuyện đó nó không có thành vấn đề, hoặc là nó được lạc thì nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mình phải có cái sự mà lướt tới, có sự tinh tấn tu tập để mà đạt đến cái mục đích của mình. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin Thượng Tọa Nam Mô Bụt Thầy. Thưa tòa, thưa quyền ơi, thưa tòa có mặt chúng ta. Dạ vâng. Thưa tòa quyền, thỉnh thoảng khi mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài kể về cái quãng đời trước khi mà Ngài thành đạo, thì Ngài hay nói rằng khi mà ta chưa giác ngộ còn là Bồ Tát thì như vậy đó. Thì tòa quyền có thể nhân dịp này cho quý Phật tử một cái định nghĩa rõ ràng về chữ Bodhisattva là Bồ Tát. Một chữ Bồ Tát rất là quen ở trong dân gian Việt Nam chúng ta, nhưng mà chữ Bồ Tát ở trong kinh tạng Pali mang ý nghĩa thế nào không? Ở kinh tịnh thường đoàn thầy nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa, để chụp được kia rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Thân, Đức Pháp Tính Sư Nguyên Thông cùng Sư Tâm Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì nếu mà chúng ta định nghĩa trên một cái tinh thần chữ Bồ Tát từ cái chữ Bodhisattva, có nghĩa là một chúng sinh hiểu biết, một chúng sinh giác giả, một con người hiểu biết, một con người có cái tâm cầu thoát khổ. Nếu nó trên cái tinh thần kinh văn của Nguyên Thủy Bali á, trên cái ý nghĩa mà chúng ta vừa nghe như vậy, nhưng cái tinh thần nó phân biệt ra ba hạng Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát toàn giác, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát thinh văn giác theo cấp độ tu tập. Mà có thể nói rằng cái chữ Bồ Tát này trong kinh văn được nhắc thì nói đến cái tiền tích của Đức Phật ở bốn sanh bốn sự nó nhiều. Còn chúng ta hiểu trong cái tinh thần cái từ ngữ đó thì như là một chúng sinh giác giả. Cái chữ bô thí tới đây từ giác giả, anh cùng người hiểu biết, và cái sát tá đây chúng sinh hiểu biết được cuộc đời nó khổ, cuộc đời nó sinh tử đau khổ, và cái giác giả đó chính là con người đó tìm ra cái sự đi tìm cầu để thoát khỏi cái sự khổ đau sinh tử. Đó chính là trên ý nghĩa của kinh văn mà chúng ta nghe ở trong kinh văn Nguyên Thủy rất là nhiều. Khi nói tới Bồ Tát thì người ta sẽ nói đến tiền tích, tiền sự, bổn sanh, bổn sự mà Đức Phật Ngài khi thuyết giảng cho các thầy tỳ kheo hay là các hàng cư sĩ có những bổn sanh, bổn sự liên quan, Ngài sẽ kể, Ngài sẽ nói. Nhưng ở một người khác, còn cuộc đời đó thì nói cái chữ Bồ Tát này thì người ta nói rộng hơn, người ta nói nó bao trùm hơn. Tức là chúng sinh có cái tấm lòng tốt, đó là chúng sinh Bồ Tát. Chúng sinh có tấm lòng hy sinh vì đại thể, cho chung, cho ý nghĩa của đại sự, thì chúng sinh được xem như là Bồ Tát. Và quả thật như vậy, một con người có cái tâm tốt thì con người đó
cũng xem như là có tính tốt của Bồ Tát. Nhưng nếu mà trên cái thường tình chỉ là một con người có tính tốt không như vậy đó, có đức tính của Bồ Tát chứ không, chưa chắc người đó là một vị Bồ Tát. Tức là thi ân bất cầu báo, rồi hiểu biết đến cái họ hiểu của nỗi đau khổ của tha nhân, của đồng loại, của chúng sinh, như vân vân. Thì cái tính đó, đó là cái tính từ, tính bi, cái tính hiểu thương. Và tha người, họ có nhiều, họ có cái tấm lòng hào sảng, không cần phải tên tuổi, cũng không cần phải điều kiện này điều kiện nọ, họ gặp cái điều kiện là họ làm, nhưng họ làm chỉ với cái tâm đại thiện, cái tâm thiện hạnh tốt thôi. Mà chúng ta thấy có một số người họ không phải là một Phật tử, họ không phải là một người ở một cái tông phái nào của người nào cả, hay có cái tín ngưỡng gì mà nó cao cả, nó lớn lao, nhưng họ có cái lòng từ rất là lớn, họ có một cái sự cảm hiểu chia sẻ rất là sâu sắc, hay có những người dám hy sinh cái lợi của mình để chia sẻ, để cứu giúp cho người khác. Thì cái tính đó, đó là cái tính tốt, mà cái tính tốt đó, nó được tập trung ở những vị Bồ Tát. Nhiều khi chúng ta cũng phải nói thêm, nhiều khi á, họ không phải là có một cái tâm tu tâm gì tốt đẹp như chúng ta thấy phải tu như thế này, phải tu như thế nọ, nhưng đều có những chúng sinh đó, nhiều khi họ cũng là Bồ Tát đó. Bởi cho nên cái câu nói rằng Bồ Tát thì tất cả ai cũng là Bồ Tát hết. Một vị phàm phu chỉ hướng tâm cầu là đã là Bồ Tát rồi. Cho nên cũng nói thêm là có một sự khác biệt là trên kinh điển Đại Thừa đó thì cho rằng cái hạng Bồ Tát nó rất là cao. Có nghĩa rằng cái hạng Bồ Tát này, cái giác giả họ nó hơn cái vị, ngay cả cái vị Thinh Văn Giác, Phật Thinh Văn Giác. Thì điều này trong kinh điển Nguyên Thủy thì nó khác. Vị Bồ Tát là một người còn phàm, nhưng có nhiều cái tâm tốt, có nhiều cái tâm, có nhiều vị có cái trí tuệ rất là lớn, nhưng vị ấy cũng vẫn là còn phàm. Dầu cho Bồ Tát toàn giác cũng không bằng một vị Phật, không bằng một vị Phật Thinh Văn Giác, tức là một vị đắc chứng A La Hán để diệt tận, chấm dứt sinh tử khổ đau. Chúng ta nhớ rõ một cái điều đó. Còn cái câu mà đây chính là đúng, cái câu mà nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành khi chúng sinh đó đi trên con đường mà cái tính Bồ Tát, để xả ly, để từ bỏ, để cầu đạo giải thoát, vượt qua sông mê bể khổ. Thì cái giá trị đó mới là cái giá trị nó mang tính Bồ Tát. Chứ chúng ta thường nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, cho nên điều đó trong mỗi con người có Phật tính thì không phải như vậy. Ở trên kinh điển Nguyên Thủy thì không có cái nói đến cái Phật tính này. Phật tính ở trong lòng ta. Chúng ta là tâm phàm. Cái sự giác ngộ đó, giác ngộ mà chính là tu tập để giác ngộ, chứ không phải có cái gen. Rồi chắc chắn rằng đùa qua coi như là đẩy lại tiếng ta hối lưu gì, cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật, không có chuyện đó. Mà phải là thật này, coi như truyền thống của các bậc thánh là phải có sự tu tập, phải có cái sự kinh qua. Thì đây chính là cái điều mà hết sức quan trọng. Cho nên vì vậy, cái nghĩa thực, cái thuật ngữ mà trong kinh điển Pali chúng ta phải nhớ rõ chỗ này, thì chư Bodhisattva là như vậy, chỉ là một chúng sinh hữu tình, một chúng sinh hữu tình, nhưng chúng sinh đó có cái tánh giác, đây chính là cái tánh để cầu đạo giác ngộ, thực hành ba la mật độ bằng các công đức như là bố thí, trì giới, rồi xuất ly, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi kham, rồi chân thật, rồi trí nguyện, rồi có cái tâm xá, và thực hành như thế đó.
thì theo cái công, theo cái thời gian mà họ tôi luyện, họ công, họ coi như là họ thực hành các cái pháp độ thì thành tựu. Dạ, thì đây chính là cái điều mà chúng ta nhớ như vậy. Còn cái nghĩa Bồ Tát trên các, như các kinh điển của Đại Thừa thì nó là một cái tính khác rồi. Nó đi xa cái tinh thần nguyên thủy vô cùng và nó đi đảo ngược lại luôn. Đảo ngược lại luôn. Ừ. Cho nên vì vậy chúng ta cũng nên xác định rõ ràng cái chữ Bồ Tát trong kinh điển nguyên thủy chỉ nói tới cái tập. Nếu như bây giờ chúng ta có cái tâm chúng ta muốn chấm dứt thoát khỏi cái sinh tử khổ đau thì chúng ta là một vị Bồ Tát. Còn những ai có cái tâm tốt chỉ là cái đức tính tốt của một vị Bồ Tát có. Dạ. Kính bạch thượng tọa, cũng có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi dự cầu một túc thành kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Chào thưa quý vị, thôi vì ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục bài kinh cũng với dân tử, và chúng ta sẽ bắt đầu đọc sang giai đoạn Bồ Tát tác dụng khổ hạnh và ngài đã tìm ra con đường trung đạo như thế nào và ngài truyền dạy con đường trung đạo như thế nào. Đó là câu chuyện của ngày mai. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Rama. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung được thuyết giảng đại lễ như ngày, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng thông dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hợp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Tha Giá Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Thích Quang Nguyệt, Quỳnh Sơn Suốt. Thích Tự Mẫn, Thích Hoài Ngọc. Và đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá.